Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới với nhiều sức khỏe và thành công. Hôm nay Khỏe Official sẽ mang đến cho các bạn món mới, đảm bảo các nhóc nhà bạn mê tít trong những ngày hè oi bức. Trong thời tiết nắng như đổ lửa mà được một ly kem mát lạnh thơm ngon thì không còn gì sung sướng bằng. Khi hè đến, bạn muốn tự mình làm cho gia đình món kem trái cây tốt cho sức khỏe, lại giải nhiệt hiệu quả, thì hãy làm ngay kem dừa thái thơm ngon mát lạnh cho gia đình mình thưởng thức. Hy vọng video sẽ giúp ích cho bạn trong việc có thêm món kem dừa thái thơm ngon, giải nhiệt trong những ngày hè oi bức của gia đình bạn. Sau khi xem hết video, nếu các bạn thấy series hữu ích hãy đừng quên bấm like và share trên kênh YouTube cho gia đình, bạn bè và người thân của mình. Hãy bấm vào đăng ký kênh để là người đầu tiên đón nhận những video mới nhất nhé. Nguyên liệu: trứng gà ta 5 quả, nước cốt dừa 450ml, sữa tươi 300ml, loại có đường, bột năng 20g, bột cacao 30g, bơ lạc 20g, sữa đặc 100ml, tinh chất vani 10ml một ống, dừa nạo 50g, đậu phộng rang giã nhỏ 100g, đường 100g, dụng cụ máy đánh trứng. Chỉ với đơn giản, bạn sẽ có ngay món kem dừa thái thơm ngon ngay tại nhà. Bước 1. Đánh trứng. Bạn đập trứng và tách lấy lòng đỏ trứng cho vào tô, sau đó cho thêm 100g đường vào và dùng dụng cụ đánh trứng, đánh cho đến khi hỗn hợp có màu vàng nhạt là được. Bước 2. Đun nước cốt dừa và sữa. Đun 450ml nước cốt dừa chung với 300ml sữa tươi trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp, để nguội. Đổ hỗn hợp trứng đã đánh ở trên vào hỗn hợp sữa đã đun, dùng dụng cụ đánh trứng khuấy đều hỗn hợp. Sau đó đem đun hỗn hợp với lửa nhỏ, cho vào tinh chất vani và bột năng. Vừa đun vừa tiếp tục đánh tan hỗn hợp cho đến khi hỗn hợp thật miệng thì tắt bếp. Bước 3. Dừa nạo. Cho dừa nạo lên chảo để rang tới khi dừa vàng và có mùi thơm là được. Sau đó trộn dừa nạo cùng với hỗn hợp kem ở trên rồi cất trong tủ lạnh, nhớ đậy kín lại. Cứ 2 tiếng một lần lấy kem ra rồi dùng máy đánh cho tan, sau đó lại cất tủ lạnh. Cứ lần lượt cho kem vào tủ lạnh rồi lặp lại công đoạn này khoảng 2 đến 3 lần cho kem thật tơi xốp. Sau đó đậy kín kem rồi cho vào ngăn lạnh thêm 4 tiếng cho kem đông cứng lại là hoàn tất. Bước 4. Làm sốt sô cô la. Cho 150g đường và 30g bột cacao vào nồi, sau đó cho vào 150ml nước rồi khuấy đều cho bột cacao tan rồi bật bếp để lửa vừa. Bạn khuấy đều tay cho đến khi sôi thì cho 20g bơ lạc vào, tiếp tục khuấy cho đến khi sôi. Để sôi sô cô la trong khoảng 4 phút với lửa nhỏ rồi tắt bếp. Sau khi tắt bếp, bạn cho 5ml hương vani vào khuấy đều là được. Bước 5. Thành kem dừa thái. Dùng một quả dừa xiêm, gọt bớt vỏ bên ngoài sau đó bổ làm đôi. Lấy thìa kem, múc những viên kem cho vào nửa trái dừa xiêm. Tiếp đến, bạn rải lạc và mứt dừa sấy đã lên bề mặt kem. Rưới sốt sô cô la lên trên là có món kem trái dừa ngon tuyệt. Các bạn tham khảo thêm cách nấu các món ngon khác dưới dạng bài viết trong phần mô tả bên dưới video này. Chúc các bạn thành công với món kem dừa thái ngon khó cưỡng, đơn giản này và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên người thân và gia đình. Nếu các bạn thấy series hữu ích, hãy đừng quên bấm like và share trên kênh YouTube cho gia đình, bạn bè và người thân của mình. Bấm vào đăng ký kênh để là người đầu tiên đón nhận những video mới nhất nhé.